Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay tiếp tục lại là những thông tin liên quan đến vụ án dì ghẻ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành cháu VA 8 tuổi. Thì vụ án này vẫn đang được rất nhiều quý vị khán giả đặc biệt quan tâm. Quý vị khán giả vẫn dõi theo từng ngày, đặc biệt là chờ đợi cái thông tin là tử hình cặp đôi Trang và Thái để đòi lại công bằng cho Vân An và sẽ là cái sự răn đe đối với cái vấn nạn ở đây là bạo hành trẻ em và ủng hộ những người yếu thế. Và nguồn tin ngày hôm nay sẽ rất là dài nên rất mong tất cả quý vị khán giả sẽ xem hết video của em để hiểu được cái nội dung em muốn truyền tải trong video ngày hôm nay. Và quý vị khán giả cũng đừng quên ủng hộ các sản phẩm của em đang kinh doanh như quý vị nhé. Bò một nắng, bò khô, bò sợi, rất mong được quý vị và các bạn sẽ ủng hộ ha. Một hộp như vậy thì sẽ có mức giá là 250k. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ em để có thêm động lực và có thêm kinh phí để đi quay phim cũng như ra thêm nhiều video mới, cũng như là cập nhật cái nguồn tin để gửi về tất cả quý vị và các bạn, cũng như là để giữ lửa để có thể là cho vụ án này sẽ không bị chìm xuồng. Và thông tin của ngày hôm nay thì sẽ có 3 cái thông tin chính quý vị nhé. Cái nguồn tin đầu tiên là em có trực tiếp nói chuyện với một luật sư. Thì em có hỏi là vấn đề ở đây, và một câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả thắc mắc là tại sao vụ án này mà đến nay vẫn chưa xử, và lý do nguyên nhân ở đâu vụ án này lại kéo dài như vậy. Đó thì sẽ có câu trả lời. Cái thứ hai, nội dung thứ hai đó chính là con Trang hiện tại thì lại có cái dấu hiệu là muốn gia đình thuê luật sư để cứu mình. Đó, quý vị có thể thấy rằng là thằng Thái cũng muốn gặp gia đình của mình ha, đến con Trang thì nó cũng muốn gặp gia đình của mình để gọi là thuê luật sư để cứu nó ha. Với một nội dung nữa thì sẽ có trong cuối video ngày hôm nay. Tiếp tục là cái nội dung đầu tiên mà em muốn gửi đến tất cả quý vị là cái lý do vì sao vụ án này lại xảy ra dài như vậy. Bởi vì tất cả nằm ở thằng Thái. Quý vị nhá, nếu như vụ án này á mà chỉ dừng lại ở mức là con Trang không thì có nghĩa là tội đã rõ ràng rồi. Đó, về cái tội là giết người và hành hạ người khác. Ở hai tội này thì con Trang là tử hình 99% rồi. Không có gì để nói. Và nếu so sánh giữa vụ án này với những vụ án khác thì có những cái vụ án như cháu bé 3 tuổi, cháu bé 5 tuổi thì đã xử xong hết rồi, vài tháng thôi. Bởi vì sao? Đó không phải là án điểm. Vì tiếp theo nữa là không có cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Còn cái vụ án của dì ghẻ và Nguyễn Kim Trung Thái thì nếu giống như là từ bước đầu tiên ấy, là cái vấn đề là khởi tố tội danh của Trang thì đã quá rõ ràng rồi, là cái tội giết người với lại là hành hạ người khác, hành hạ trẻ em thì đã xong. Nếu như vậy thì con Trang đã tử hình rồi, đúng không? Đã tuyên án rồi. Nhưng cái mấu chốt nằm ở Nguyễn Kim Trung Thái, là người dân cũng như gia đình không đồng ý với lại là cái tội của Thái, nên là mới kiến nghị để thay đổi tội danh của Thái từ cái tội hành hạ với tội là che giấu sang cái tội giết người. Đó, đồng phạm giết người hay là mức chủ mưu giết người thì nó sẽ phải, cơ quan chức năng nó sẽ phải trả hồ sơ để điều tra lại. Thì quá trình này thì sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. Nhưng mà cái quá trình mà để gửi hồ sơ về, để còn gửi đi gửi lại, nói chung là phải đúng là thẩm quyền. Thì nếu nói đúng như mọi người thì tất cả các bằng chứng đã có rồi, tại sao vẫn chưa xử thì không phải đâu quý vị. Nó còn nhiều cái vấn đề chúng ta không thể nào nói là xong. Cơ quan chức năng cũng như là cơ quan của nhà nước ấy, thì họ bắt buộc phải làm theo luật, đúng luật. Chứ đâu như chúng ta nói là cứ tử hình là xong, không cần điều tra, đúng không? Nó không dễ như vậy đâu. Nên là chúng ta có những cái nghi ngờ là ở là đút lót, nào là chạy án, rồi là ai dám ăn, ai dám chạy, đút ai dám nhận. Không có ai là lo lót được ở đây hết. Tất cả là nó theo cái thủ tục, theo quy trình. Nhưng mà vì sao mọi người lại cảm thấy nóng như vậy? Bởi vì là mọi người bức xúc, đúng không? Mọi người quá bức xúc nên là mọi người muốn xử thật nhanh. Ngay cả bản thân em cũng như vậy, em cũng muốn xử thật nhanh chứ. Nhưng chúng ta phải tuân theo pháp luật, đúng không? Chúng ta phải tuân thủ pháp luật chứ. Tất cả phải có trình tự, có thời gian. Ví dụ là cái quá trình điều tra, quá trình bổ sung tội danh là phải mất tầm 2 tháng, thì chắc chắn phải 2 tháng sau đó thì họ mới công bố. Thì bây giờ có thể nói là đã trải qua hơn 1 tháng rồi. Và cái thông tin ý, thì gửi về đến cuối tháng 9 hay là đầu tháng 10 này thì mới có thể thay đổi tội danh. Còn cái vấn đề phiên tòa tiếp theo ấy thì chắc chắn là phải ở tháng 10 rồi, không thể nào ở tháng 9. Bởi vì là khi mà thay đổi tội danh xong ấy
thì nó sẽ phải mất có thời gian điều tra nữa, bởi vì điều tra để bổ sung tội danh của Thái ấy, bởi vì lời khai của Thái bây giờ nó không giống như ban đầu, Trang và Thái đều muốn quanh co chối tội đó, nên là nó sẽ phải gọi là phải chịu cái mức án cao nhất là tử hình thì chúng ta mới hài lòng được. Mà khi họ điều tra một kết án hạ tử hình thì bắt buộc là phải có những cái bằng chứng cụ thể, lời khai cũng như cả là cái nhân chứng, vật chứng thì có rồi, là nhân chứng và đối chiếu lời khai với camera thì nó phải là chuẩn đó. Nên là cái quá trình điều tra thì chắc chắn sẽ mất thời gian dài, nên mọi người đừng có lo, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện chìm xuồng chạy án hay là lo lót đút lót, không bao giờ có chuyện đó. Mọi người phải tin vào cơ quan chức năng. Em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là những cái vụ của bà Phương Hằng kia, tiền tỷ kia, kim cương cả rổ, sổ đỏ cân ký mà vẫn còn bị bắt, vẫn bị điều tra, rồi đến những cái vụ án lớn về cổ phiếu hàng nghìn tỷ vẫn không có chạy án được, chứ nói chi là cái bà gì ghẻ này là cái gì, đúng không? Không là gì hết, nó chỉ là một gọi là một con tép thôi. Nên là mọi người hãy yên tâm, không bao giờ có chuyện chạy án ở đây, và chúng ta phải tin tưởng vào cơ quan chức năng, bởi vì họ điều tra phải có thủ tục, quý vị nhé. Thông tin tiếp theo đó chính là về vấn đề là gia đình con Trang và gia đình thằng Thái đã thăm con gì ghẻ và thằng Thái này là trước mùng 2 tháng 9, nhưng mà đến hôm nay thì con Trang nó lại có cái thông tin là nó muốn gặp gia đình. Dạo này á là muốn gặp gia đình liên tục, yêu cầu gặp gia đình, nhưng mà trong cái thông tin mới là một tháng chỉ được gặp người thân có một lần thôi à, nhưng con Trang nó lại bảo là nó muốn gặp gia đình đó. Dạo này là ăn béo mập mày mập mặt rồi đó, là bắt đầu có những ý tưởng là muốn gặp gia đình để gọi là khai cái thông tin nào đó. Nhưng nói tất cả mọi người là con Trang chỉ muốn gặp gia đình để gọi là thuê luật sư thôi. Muốn gia đình á là thuê luật sư cho nó đó, thuê luật sư để bảo vệ cho nó, bởi vì hiện tại gia đình đã thuê luật sư đâu, cái người luật sư đó là do bên tòa họ nêu ý kiến họ đưa ra đó, nên là gia đình của con Trang là gọi là cũng chưa thuê được luật sư đâu đó, bởi vì là gia đình nó cũng gọi là biết vấn đề đó, nhưng mà họ bảo vệ con là việc thường tình, đúng không? Con của mình họ phải bảo vệ thôi, nhưng mà bảo vệ cách thái quá. Thì em nói tất cả quý vị rằng là hiện tại ấy, con Trang đang yêu cầu là gặp mẹ nó để gọi là, mình không biết ở đây là để bàn bạc cái gì hay không, hay là để gọi là yêu cầu thuê luật sư hay không, nhưng mà chắc chắn không thành hiện thực đâu, đúng không? Trong nhà tù chứ đâu phải đi chơi, muốn gặp là gặp, yêu cầu như thế nhưng mà cơ quan nhà nước, đúng không? Bọn là những cái người gọi là một cái người như là con Trang ấy, thì không thể nào ai gọi là đáp ứng nhau được, cái tội của nó còn chưa đền đáp được cơ mà quý vị, đúng không? Một cái bọn người như là thằng Trang, à con Trang và thằng Thái á, như cái bọn mà như là thằng Thái á, thì không thể nào cho nó gặp gia đình được. Mình phải nói là cái từ gọi là phải cái từ là con này bọn kia, bởi vì nó là không đáng để cái vấn đề này mình gọi là Trang hay Thái, đúng không? Bởi vì nó không còn là một gọi là có tính người nữa, ác độc quá, ác độc đến mức là cả thế giới, cả xã hội người ta lên án là yêu cầu tử hình đó. Và một cái nguồn tin nữa, chúng ta đã biết là trong cái quá trình hiện nay á, là thằng Thái á, ha, cái tin này tin mật nhá, thằng Thái khả năng chuyển đổi tội danh á là đến 90%. Bởi vì sao quý vị? Tất cả những lời khai của con Trang bây giờ á, nó không giống như trước nữa, mà con Trang thằng Thái bây giờ đang là thù nhau, cực kỳ thù nhau nha. Trước đây á thì là thằng Thái bảo vệ con Trang, và bây giờ hai đứa này thì giam thì nó khác phòng nha. Nên là cái vấn đề đây là thằng Thái thì muốn đổ lỗi cho con Trang để thoát tội, con Trang thì lại căm thù thằng Thái, bởi vì là lúc yêu á, thì mặn nồng lắm, nên bây giờ á, thì là đổ lỗi cho con Trang và nói rằng là khuyên bảo ngăn cản, con Trang không nghe, con Trang đây là hành xử theo ý mình và giấu thằng Thái để bạo hành Vân Nam. Thì theo lời khai của Thái, chúng ta đã biết là Thái là người cầm camera và ngày nào cũng xem camera và biết được vấn đề Trang bạo hành, đánh đập, hành hạ, nhưng Thái vẫn gọi là cho phép và còn đánh cùng Vân Nam nữa. Thì cái thông tin này chúng ta đã nói rằng là Thái không bao giờ chối tội được, cái việc mà Thái đã làm không thể nào mà chối bỏ được. Gia đình của Thái và gia đình của Trang bây giờ cũng là đấu đầu với nhau, bởi vì sao? Nếu như mà một bên mà bị tử hình với một bên là không ấy, thì nó sẽ kiện nhau. Thằng Thái bây giờ chỉ có hai tội danh thôi, thì làm sao mà tử hình được? Thì bắt buộc là phải kiến nghị thay đổi tội danh. Thì luật sư ấy, chúng ta đã nói rồi ha, tất cả những cái lời khai của Thái là đủ căn cứ để sang cái tội chủ mưu giết người. Bởi vì sao? Thái là cầm cây cầm gậy cùng Trang đánh, rồi Thái xem camera vào ngày 2 tháng 12 đó, cũng biết Trang đánh. Còn những các ngày khác thì Thái đều là người hỗ trợ. Và quan trọng nhất, quý vị nhé, quan trọng nhất của vụ án này là vì sao lại kéo là như vậy, thì liên quan đến Thái
mà Thái thì liên quan đến gia đình. Gia đình ở đây có ai? Ông bà nội và chị của Thái. Chị của Thái thì lại là người đưa ra ý tưởng để đưa Vân Đan đi hỏa thiêu, và nói rằng là cháu chôn ở nghĩa trang thì xa, lạnh lẽo, nên là muốn hỏa thiêu cấp tốc để phi tang, và nhằm ở đây là để phi tang để xóa dấu vết. Còn ông bà nội thì bà nội lại là một trong số 6 nhân chứng. Ông nội thì không biết có phải là người khâu vết thương hay không, nhưng mà cũng có gọi là trong ngành y, thì khi mà thấy cháu mình bị tím tái chân tay mặt mày như thế, ông nội sẽ là người biết là cháu mình bị té hay là không. Quý vị thì tưởng tượng đi, không thể nào một năm mà Trang và Thái lại không dẫn cháu qua nhà ông bà nội chơi, và không thể nào một năm mà ông bà nội lại không qua nhà cháu chơi. Thì ở đây sẽ có một cái lý do là ông bà nội biết chắc chắn 100% là cháu mình bị hành hạ, nhưng mà ông nội lại là người làm ngơ. Và có hay không ông bà nội với Thái và Trang đã bàn tính cái việc gì hay không? Có nghĩa là theo phân tích ấy, thì gia đình của Thái và Trang, bố mẹ Trang và chị của Thái thì có một cái gì đó mà để gọi là kìm nhau, không ai làm tố cáo ai đó, nên là mới có cái sự việc ở đây là ông bà biết nhưng ông bà không ngăn cản. Thái biết Trang đánh nhưng mà Thái không làm gì được, kiểu như là nó giằng co với nhau ấy. Nếu như ông mà bà mà nói thì tôi sẽ kiện ông bà, rồi là con mà nói thì ông bà sẽ kiện con, kiểu như vậy. Mình nghĩ như vậy, nên là ông bà là người biết rất rõ cháu bị hành hạ. Và đến ngày hôm nay, khi mà đã trải qua tầm độ hơn 8 tháng, cái vụ án được xảy ra là ngày 22 tháng 12, đến ngày hôm nay thì Thái cũng đã bị bắt, và trong đó cũng khá là lâu, Trang cũng bắt khá là lâu rồi, nhưng mà vẫn điều tra. Đó, nhiều người hiện tại cũng đang thắc mắc là không biết điều tra cái gì nữa, nhưng mà đó chúng ta cũng chưa thể hiểu được, bởi vì khi cơ quan chức năng đang làm việc điều tra thì chắc chắn những cái thông tin không thể lộ lọt ra ngoài. Đó, thì các luật sư cũng nói rằng là đang trong quá trình điều tra, và chắc chắn là cơ quan chức năng đã có cái văn bản trả lời luật sư Thơm rồi, là đã tiếp nhận được cái văn bản là yêu cầu kiến nghị thay đổi tội danh của Thái sang cái tội chủ mưu giết người, thì là có căn cứ. Thì ở đây chúng ta đã biết rằng là luật sư cũng là một người gọi là đanh thép, đứng về những người yếu thế và bảo vệ cho những người yếu thế, và đặc biệt là đòi lại công bằng cho Vân An. Thì em nói với tất cả mọi người là hiện tại em rất là lo lắng, là không biết là tầm 1-2 tháng nữa thì lấy cái tin ở đâu mà đăng cho mọi người xem, rồi là thông tin ở đâu mà để giữ lửa vụ án này để không bị chìm. Bởi quý vị thử tưởng tượng đi, một tháng mà không có một ai đăng tải về vụ của Vân An nữa thì còn ai xem nữa. Đó, quý vị thử thấy kênh của em đi, hai ngày hôm nay một clip ấy chỉ được có 5-10 ngàn lượt xem thôi, ở đâu hết rồi, giảm đi 50%. Trước đây một clip là phải 20-30 ngàn lượt xem, thì bây giờ không còn nữa. Cái nguyên nhân là sao? Là do mọi người đã chán nản rồi, lâu quá bỏ cuộc hết rồi, thì còn một mình em đăng tải thông tin thôi, đúng không? Mọi người cũng quá chán để xem cái thông tin này rồi, miết không tử hình, miết không xử, nên là mọi người đã chán rồi, bỏ cuộc rồi. Và đây chính là một cơ hội tốt cho Thái và Trang, bởi vì khi mọi người bỏ cuộc thì bọn chúng sẽ không phải lo cái vấn đề xã hội lên tiếng nữa, đúng không? Bọn chúng sẽ nhẹ tội đi, là nhẹ tội với người dân đấy, còn đối với pháp luật thì không bao giờ, không bao giờ dung tha cho kẻ ác. Và em nói với tất cả mọi người là chắc chắn Thái và Trang thì sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất, đúng người đúng tội, không bao giờ có chuyện là Thái bị tù 8 năm đâu. Em nói với mọi người rằng là cái vụ án này thì là một vụ án điểm, nó là án điểm, nên là bắt buộc là phải nghiêm đó, bởi vì nó sẽ nghiêm để răn đe những cái đối tượng khác sau này có những cái hành vi bạo hành, tra tấn trẻ em, thì sẽ nhìn cái vụ án này để làm gương đó. Thì em nói tất cả quý vị là rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ em bằng cách là like video, để lại những lời comment bình luận tích cực ủng hộ em, để em có động lực ra thêm nhiều video mới, cũng như là đừng quên mua các sản phẩm ủng hộ bên em quý vị nhé. Số điện thoại thì em để trên màn hình đó, quý vị có thể gọi đi trực tiếp cho em, để em có thể là gửi cho tất cả mọi người những cái sản phẩm đặc sản của quê em quý vị nhé. Video này em xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người, và chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Chào mọi người.